Phan Văn Đức. Không phải, đây là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Đức Huy. Đường chuyền Phan Văn Đức. Cơ hội. Vào. Phan Văn Đức là người ghi bàn. Tiền đạo của câu lạc bộ số 7, ông Park sẽ suy nghĩ sử dụng Đức Huy ở vị trí tiền vệ trung tâm. Một đường chuyền như đặt vào chân của Phan Văn Đức. Không chê bóng quá đẳng cấp. Không nhiều tiền đạo Việt Nam có thể xử lý được những pha bóng kiểu như này. Đỡ bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải. Phan Văn Đức quá tinh tế. Một pha xử lý thực sự đẳng cấp của cầu thủ đang chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An.